Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay thì DevaShop xin làm một cái video hướng dẫn quý vị và các bạn cách phân biệt Zippo chính hãng và Zippo fake, Zippo dở như thế nào. Có rất là nhiều người mua để tặng quà cho bạn bè, anh em, người thân là mới chơi, mua phải cái hàng dở, vừa mất tiền mà lại còn vừa mất lòng anh em bạn bè, đúng không ạ? Hôm nay DevaShop sẽ làm cái video này để mà hướng dẫn những người mới chơi hoặc là những người chưa biết gì về Zippo, một cái cách phân biệt Zippo mà ngắn gọn cũng như là bao quát nhất về tất cả. Trước tiên thì vào phần cái hộp hộp fake ở trước mặt đây thì quý vị và bạn thấy cái lớp sơn của nó khá là mờ, nó khá là mờ. Còn lớp sơn cái dòng chính hãng này nó sáng hơn rất là nhiều. Đây là cái hộp nhá, và hộp thì nó sản xuất nó cũng có thể fake giống được, nhưng mà đây là cái phần mà dòng fake mới nhất mà em mua ở trên thị trường về. Mặt đằng sau thì đây, dòng fake nó sẽ không có mã vạch, dòng chính hãng nó sẽ có mã vạch ở đây. Chúng ta có thể check mã vạch này ra được con Zippo bên trong. Cũng có nhiều con fake mà nó có thể fake được cả tới cái mã vạch nhưng mà hầu như rất ít gặp. Đây là trường hợp hộp nhé. Chúng ta sẽ đi vào bên trong. Bên trong này con fake nó sẽ không có giấy tờ, nó sẽ không có giấy tờ đi kèm. Đây, chính hãng thì nó sẽ có giấy hướng dẫn sử dụng. Ok. Vào phần bên trong hai con. Nhìn sơ qua như thế này thì chắc chắn là mọi người không thể nào biết được con nào là con chính hãng, con nào là con fake, đúng không ạ? Không thể nào biết được, nó giống nhau đến 99%. Nhưng mà người chơi lâu năm ấy, khi người ta cầm vào một cái, người ta cầm vào như này một cái là sẽ phân biệt được ngay. Đó là những người mới chơi thì hầu như toàn bị lừa thôi, không thể nào phân biệt được. Đấy. Khá là giống cả cái màu lẫn cái form thiết kế. Nhưng mà chúng ta sẽ đi phân tích về từng chi tiết một nhé. Cái đầu tiên là bản lề. Đây bản lề này. Mọi người có thể thấy không ạ? Bản lề con fake thì nó khá là to thô. Đó, và nó lộn xộn. Còn chính hãng thì nó rất là đều này, rất là đều, nhìn rất là đều và gọn đó. Và con fake ấy, cái hai cái lỗ bản lề này, hai cái lỗ chốt bản lề này thì nó không hiện lên nhiều cho lắm, nó chỉ sơ sơ thôi, sờ vào mới thấy thôi. Còn con chính hãng thì nó hiện rõ này. Đây là cái điều cơ bản nhé, đó, những cái điều cơ bản. Mộc đáy thì đây thì em không có con mộc đáy nõm giống như con fake này, cho nên là em sẽ lấy có một con mộc đáy nổi. Thì đây mọi người xem để phân biệt nhé. Con chính hãng nó sẽ có cái chữ R này, nó sẽ có cái chữ R ở bên phía trên này, sát với lại cái chữ Zippo đó, mọi người thấy không ạ? Còn con fake này thì sao? Có mấy loại fake nhá, loại fake nó sẽ ở dưới này, chữ R nó sẽ ở dưới này, hoặc là nó ở trên nhưng mà nó cách xa, hoặc là nó không phải chữ R nhá, nó sát giống như này nhưng nó không phải chữ R, nó là chữ C hoặc là chữ gì đó. Nó fake nó cũng phải có một cái điều mà nó để lệch bản quyền ấy, khi mà Zippo kiện thì nó còn có cái để nó cãi, cho nên là nó cũng phải có một cái gì đó nó khác với lại bản chính hãng đấy nhỉ. Mọi người thấy đấy, chữ R của con fake này nó ở dưới này, còn chính hãng nó ở trên nhá, tất cả chính hãng đều ở trên và ở sát với cái mộc Zippo này và chữ R nhá. Đó, đây là cái điều đầu tiên. Cái thứ hai là cái âm thanh. Con fake thì nó được làm bằng thép hoặc là bằng sắt, cho nên là khi mở ra nó khá là phò phạch đấy. À, nó kêu thì cũng to đấy nhưng mà nó không thể nào mà thanh được bằng đồng nhá. Đấy. Kêu khá là rực. Đây, thì em sẽ mở con chính hãng cho mọi người nghe. Rất là ấm và thanh. Thì cái chất liệu của nó bên trong là bằng đồng. Đó. Thì phần âm thanh thì mọi người nghe, người nào chơi lâu ấy thì nghe âm thanh cái là biết luôn con nào fake con nào hàng dở. Vì con fake nghe nó khá là chói tai. Và một cái điều nữa là cái hàng fake ấy, thì cái vỏ của nó là bằng sắt hoặc là bằng thép, cho nên là chúng ta có thể lấy nam châm chúng ta hút được nhé. Còn chính hãng thì bằng đồng, nam châm không thể nào hút. Bên trong này, sắt thép bên trong là nó mạ chứ không phải là bằng đồng, cho nên là cái lớp bên trong là màu hồng hồng đen xì. Còn chính hãng này, chính hãng thì bằng đồng nhé, bằng đồng, bên trong có lớp loang lổ khi bị bóc cái lớp sơn ra thì bên trong là bằng đồng này. Đó. Trừ dòng vàng khối hay là bạc khối titanium ra thì tất cả Zippo đều là bằng đồng hết nhá, các bác lưu ý. Thì cái phần ruột đây thì con ruột của con này nhìn qua mấy cái dòng chữ này thì chúng ta không thể nào phân biệt được, nó fake rất là giống, giống cực kỳ luôn. Chính hãng của chúng ta đây, chính hãng thì em lấy con đời số nhá, cho nên là nhìn ruột nó hơi khác một tí. Đây còn một điều nữa mà phân biệt nhanh cho các bác, cái phần ruột chính hãng và ruột fake này. Như bác thấy ở đây
Fake đến thời điểm hiện tại của năm 2021 thì ruột của Zippo Fake thì chưa làm được cái ống bốc đồng nhé. Đây, anh có thể thấy này. Đấy, ống của Zippo chính hãng thì nó sẽ có một cái vòng tròn bằng đồng ở đây. Còn Fake thì nó không có này. Đó, nhìn rõ đúng không ạ? Còn cái chỗ mùi hàn thì nó cũng khá là giống rồi. Hầu như giống đến 99% luôn. Bên dưới này này, có một cái điều nữa là con fake thì cái răng cưa của nó này khá là thô. Đấy, có thể không? Răng cưa của nó khá là thô này. Đây, răng cưa của nó khá là thô. Còn con chính hãng thì nó sẽ được bo tròn ở cái phần viền bên trên này. Đây, nó sẽ bo tròn này. Đó. Đây, nó sẽ bo tròn phần trên này một chút. Còn fake thì nó sẽ vuông luôn. Cái này thì bác là tinh mắt mới nhìn thấy được. Còn cái dễ dàng nhất để phân biệt ruột thì đến thời điểm hiện tại là chúng ta cứ nhìn cái nòi bớt này này đó, và cái nòi bớt con fake này là không có nòi đồng, rất là đơn giản. Vỏ thì các bác mua về thì các bác cứ lấy nam châm ra các bác dính vào cho em, cái nào dính nam châm thì là hàng fake đó. À, vẫn có một số loại Zippo mà bằng sắt, nhưng mà cái loại đấy là loại tái bản rồi, thì cũng có rất là ít bởi vì không có nhiều trên thị trường đâu. Còn những cái loại mà màu mè, màu vàng, màu vàng đồng các thứ như thế này thì các bác nào mà lấy nam châm hút là con đấy 100% là fake nhá, 100% là fake luôn. Khi thử vỏ nam châm thì các bác nên nhớ là rút ruột ra nhá, bởi vì ruột này là ruột thép cho nên nó vẫn dính nam châm nhá, ruột là ruột thép, còn vỏ là phải bằng đồng 100%, trừ mấy con vàng khối, bạc khối, titanium ra thôi, còn lại tất cả Zippo đều là bằng đồng, 99% Zippo bằng đồng. Trên đây là vài cái mẹo phân biệt Zippo thật giả mà em muốn gửi tới các anh, mong là có thể giúp được nhiều anh mua được hàng chính hãng, cũng như là không bị lừa trên thị trường nữa, rất là nhiều shop lừa lọc. Đó. Và anh nào có nhu cầu mua bật lửa Zippo chính hãng, xin hãy liên hệ đến số điện thoại của em qua số 0918924414 hoặc 058253000 để vào shop các anh nhé. Và đến tận cửa hàng của em xem mẫu thì các anh nên đến 402 Trần Cung, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Đó. Em xin cảm ơn các anh đã theo dõi video.